Tôi thì làm chủ tịch cái quỹ học bổng vừa A Dính, nhưng mà trường Hồng Hà lại là một trong những cái trường đã có cái sự phối hợp với quỹ chúng tôi rất là tốt, cho nên tôi cũng có hiểu về cái hoạt động của trường. Có thể nói rằng trường Hồng Hà đó là một cái trường rất là đông học sinh, nếu mà tính ra đó là cũng khoảng 2.000 học sinh với 350 giáo viên. Đó là một cái trường có quy mô tương đối cũng là lớn đó, với điều khiển của một hiệu trưởng còn rất trẻ, trẻ nữ trẻ mà cũng rất là đẹp. Có thể nói vậy, ai đến đây chắc cũng thể là xem hiệu trưởng như là một cái bông hoa rất là đẹp, nhưng mà không phải là người đẹp về hình thức mà còn đẹp cả tâm hồn nữa. Bởi vì đối với quỹ học bổng quỹ dính của chúng tôi đấy, thì trường đã có cái hưởng ứng cái việc mà giúp cho các em, đã nuôi dạy 10 em, mà đặc biệt là 10 em này là ở cái tuyến đảo đó, cái tuyến đảo của tổ quốc mình, trong đó có 4 em là ở đảo Trường Sa. Và có thể nói sự quan tâm của trường là rất là chăm chút với các em, hỗ trợ chăm lo và quan tâm đặc biệt, bởi vì các em ở ngoài đảo cho nên điều kiện học tập cũng rất là thiếu thốn, nhưng mà các giáo viên ở đây đó cũng biết được cái điều kiện khó khăn của các em trước đó, cho nên khi vô đây để theo kịp với bè bạn trong này đó thì các thầy cô cũng ra sức dạy, có khi kèm cặp giúp đỡ để các em có thể theo kịp các bạn ở trong này. Cho nên là trong thời gian ngắn thì các em đã bắt kịp với lại cái chương trình dạy của trường ở cái thành phố lớn, và đồng thời đó là các em cũng rèn luyện tu dưỡng và chi khác, cho nên là được nhà trường đánh giá cao và chúng tôi cũng rất mừng. Và ngược lại thì tôi cũng đánh giá nhà trường rất cao, bởi vì cái tấm lòng, cái tâm của những người thầy đối với lại các con trẻ mà nó ở xa xôi, nó khó khăn như vậy, mà trong đó thì phải nói vai trò của người hiệu trưởng đó là cô Sa, nó rất là quan tâm đặc biệt, say mê và luôn luôn là quan tâm đối với các cháu. Cho nên tôi cho rằng đối với trường Hồng Hà thì là một cái trường mà dạy chất lượng nghiêm túc, nhưng mà đồng thời đó là cũng không ngừng giáo dục và các cháu phong trào nuôi heo đất để ủng hộ cho chương trình học sinh Trường Sa thân yêu và một số phong trào khác vì người nghèo, với cái tấm lòng của mình đó, có thể chia sẻ với những người có hoàn cảnh bất hạnh, thì trường cũng coi như đó là một cái chương trình nhằm giáo dục không phải là kỹ năng sống mà là giáo dục để các cháu có một cái tình yêu thật sự, cái lòng nhân ái giữa con người với con người. Thành ra tôi cho rằng cái vai trò của trường nói chung, đặc biệt là vai trò điều hành của một cái người hiệu trưởng là một cái cô phụ nữ còn trẻ còn đẹp, nhưng mà cái tâm cũng rất là trong sáng, và rất là có thể nói rằng tôi cũng rất là cảm kích trước cái chuyện đó. Thì vậy mà hỏi rằng mối quan hệ giữa quỹ học bổng và trường thì mối quan hệ khăng khít lắm. Ngoài cái chuyện là nuôi các con của chúng tôi ở vùng sâu vùng xa đưa về, thì luôn luôn hưởng ứng với những cái phong trào, ví dụ như phong trào nuôi heo đất vì học sinh Trường Sa thân yêu cũng là cái phong trào do quỹ học bổng vừa dính phát động, thì trường cũng tích cực hưởng ứng cũng như là những cái trường khác để mà nhằm giáo dục học sinh. Thì tôi cho rằng cái đó nó có hai việc. Việc thứ nhất là các cháu tiết kiệm là thực hiện theo lời dạy của Bác Hồ, nhưng cái thứ hai là tiết kiệm để nuôi heo đất và ủng hộ cho các em Trường Sa thân yêu, là một cái sự chia sẻ về tình người đối với các em ở đảo. Vậy mà tôi rất là cảm kích, cho nên là chúng tôi đánh giá cao trường và cũng đồng thời là ghi nhận cái sự nỗ lực rất là to lớn của một cái người phụ nữ Việt Nam, nhưng mà có đẹp về hình thức, đẹp về cả cái tâm hồn trong sáng của mình với cái tình yêu con trẻ.